Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với tựa game là Dragon City và mình là Thanh Ezzy đây. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ vào thế nào thì mình đã lấy được cái con rồng này rồi. Và mình sẽ đi up nó luôn đi để cuối tuần có thể review cho anh em xem được. Con này thì mình sẽ nhận thêm 10 cái điểm coi đây đã. Và tổng cộng là chúng ta sẽ... đây là cái phần quà thôi, cũng không có gì nhiều. Để cho mình xem phần quà thôi. Chúng ta sẽ cần phải hatching ra hai con Sea and Duck nữa. Và chúng ta cần breeding ra hai con kim loại và ánh sáng. Hình như mình đã breeding ra rồi đúng không? Đây này, chúng ta sẽ có một con đây nữa này. Chúng ta sẽ có một con... nhưng con này không phải kim loại và ánh sáng em ạ. Con này chỉ là một con Archangel bình thường thôi. Một con ánh sáng thôi. Nó phải có hai hệ kia thì nó mới được anh em. Có vẻ hơi khó ta. Cho còn 25 bước nữa và hy vọng là cho sẽ đi được ở phía dưới này. Mình có thể cho nổ cái này ra này. Chúng ta phải cho nó nổ ra. Thì mình sẽ cần đào. Mình sẽ cần đào phía dưới này. Hy vọng đào sẽ xuống dưới này luôn. Tạm thời thế này đã nhờ. Đây mình sẽ có 4 ô này. Ok. Cho nó nổ ra và mình có thể là ăn theo hàng ngang hoặc bất kỳ một cái hàng nào đấy. Cho thêm đào xuống dưới. Đấy, chính xác những gì mình cần. Đó. Ồ, mình mất luôn cái này này anh em ơi. Thật sự là hơi tệ ra. Làm sao để mấy quả này nó xuống dưới được nhờ. Hơi khó. Thật sự là hơi khó ta. Chúng ta sẽ cho xuống dưới này. Và đây một phát. Đây, mình sẽ có một cái hàng dọc của cái quả nho này. Chúng ta sẽ có lá ở đây. Bây giờ mình sẽ làm cái gì đây? Chúng ta sẽ phải bắt buộc phải cho cả lá, cả cái này xuống dưới. Chúng ta sẽ cần phải đợi xem có cái chỗ nào nó nổ ra được không. Không đi đâu được, hiện tại là không đi đâu được. Cho cái lá xuống trước đã. Không có nho, cũng chẳng có cái gì cả. Có đào này. Hy vọng nó sẽ nổ ra được cái gì đó. 4 cái này, khá là tốt ta. Đấy, nổ hàng này ra. Tuyệt vời. Bây giờ ta sẽ nổ thêm hàng dọc ra nhờ. Nổ hàng dọc ra này. Đấy, bốn ấy này. Nếu mà chúng ta nổ ở đây thì mình cũng không làm gì được. Đấy, chúng ta sẽ phải có ít nhất là một cái lá ở đây nữa thì mới được. Khó nhờ, dựa khó. Chỗ này nó đang rồi, chúng ta đã nổ được rồi. Cuối cùng đã nổ cái đấy. Hơi lâu ra nhờ. Và mình sẽ cần cho quả đào xuống dưới này. Bắt buộc phải có đào thế này thì nó mới nổ được. Khó thế. Đây, đào đang xuống dần. Chúng ta cố gắng cho đào xuống dần nữa này. Một hit này. Cái gì nữa đây? Ở đây thì có chuối này. Có lá này, có dâu này. Bên này có cái nào bốn không? Không có. Không có thì cho nó nổ thôi. Đấy. Càng khó vào ấy. Ba cái này thử xem phát được không. Hết cây à? Cho còn 2 bước nữa kìa. Và mình sẽ đi sang bên này một chút để xem có mở được cái gì không. Cho chỉ còn 1 bước chỗ này thôi. Chẳng lẽ phải cho nổ đào ta. Mình không muốn nổ đào tí nào cả. Để mình muốn nó cho xuống dưới này này. Nếu mà không muốn thì cứ bình tĩnh. Rồi, mình đã hết lượt rồi. Còn 3 ngày nữa và chúng ta cố gắng lấy cái gì. Chúng ta sẽ lấy như là hết cái sự kiện ở đây đúng không. Hòn đảo đây đã biến mất rồi. Chúng ta sẽ đi up thêm một vài quả trứng nữa. Chỗ này hiện tại thì ta thêm có một con mới này. Cho ta có thêm một con mới ở đây. Con Big Face Dragon. Nó là Electric and Ice và Metal. Electric, Ice và Metal. Thì hơi khó nhở. Mấy cái môi trường này chúng ta đã full hết rồng rồi. Đây, con này hình như ta có thể sinh sản được này. Có cái trái tim này ta có thể sinh sản được. Và sẽ cho cái con mới của ta vào. Đây, cho con này vào luôn. Big Face Dragon cho mày luôn. Đây sẽ là con mới. Con này khá là xấu. Phải nói khá là xấu. Nhưng nó con mới nên cho vào đây để hoàn thành cái bộ sưu tập thôi. Chúng có thêm một con Big Face nữa ở trong cái bộ sưu tập. Mình sẽ lấy thêm được một quả trứng nữa. Và mình sẽ up. Mình sẽ gọi là up ngay quả trứng Legend. Con rồng mới nhất của chúng ta. Đó chính là con Turbo Dragon này. Đấy. Rồi. Ở đây ta sẽ có một số quả trứng này. Quả trứng của con lửa này rất là đẹp này anh em ơi. Tiếp theo là quả trứng của con Hades. Có tận 3 quả trứng đẹp cơ. Sự nhìn trông nó rất là chất. Được rồi, mình sẽ lấy vàng, full vàng đi.
Và bây giờ hết sạch trầm trọng là mình trồng cái loại 20M nó hết nhanh quá. Nó đốt tiền thôi rồi. Hình như ta sẽ có gói pack mới thì phải. Gói pack vàng này, để xem gói pack này nó chứa cái gì. Đây gói pack vàng đây. Gói pack vàng nó sẽ có giá là đắt, cái này phải đắt 75 game. Nó sẽ chứa Jelly Dragon hoặc là Runner hoặc là Discus Throw. Con này ngon này. Con Archer. Còn mấy con đều khá ngon nhưng mà gói đắt quá. Thật sự là 75 game thì nó rất là quá đắt. Ít ra nó cho 15 game thôi thì mình còn có thể mua được chứ 75 thì chịu thôi. Mình vẫn có thể đủ mua được gói pack nhưng mà không để làm gì cả. Game này thì mình có thể để làm nhiều việc hơn. Chúng ta sẽ lấy thêm một viên game ở đây này. Là chúng ta sẽ có là 75 game tròn luôn kìa. Chúng ta sẽ đi lấy cái hòm, cái dương legend. Ở đây thì chúng ta sẽ, cái này phải connect tới cái server rồi thì mình có thể xem được, nó bị lag ấy, thỉnh thoảng nó bị lag. Thức ăn thì mình vẫn để nguyên đấy vậy. Để khi nào có nhiệm vụ chúng ta sẽ lấy thức ăn. Thức ăn trong cái nhiệm vụ này rất là yêu cầu rất là nhiều, toàn mấy trăm nghìn một phát thôi. Rồi, chúng ta sẽ lấy cái hòm ở đây. Và đang trên đường là xây dựng cái tầng cuối cùng. Vẫn chưa xong, mình quên không dùng cái này này. Mình có búp đan không nhỉ? Tăng đam lên, tăng công lên. Vào đây lấy cái hòm thôi anh em. Lấy cái hòm tiếp theo. Chúng ta sẽ... Phần quét này thì có cái gì không nhỉ? Asgard Cup. Hết, không có cái nhiệm vụ gì cả ngoài nhiệm vụ đấy. Và chúng ta sẽ vào trong cái Master 2 nha. Để kiếm cái hòm. Chúng ta sẽ hoàn toàn có thể lấy được mấy trận nhỉ? 8 điểm. Chúng ta sẽ phải skip cái team này ra. Nó khỏe quá. Nó toàn 40 ấy này. Kinh thế. Ăn thế nào đây? 30 đây rồi, chúng ta có thể ăn được. Rồi, chúng ta sẽ đánh ngay vào luôn nhỉ. Hệ này thì mình sẽ đập được nó này. Primer, băng giá, ánh sáng. Rồi, trận này thì khá là dễ. Nó có duy nhất một con Heroic thôi. À không, hình như không, à có đúng rồi. Có con cuối cùng là con Heroic. Còn mấy con này thì nó đều là Legend cả. Chúng ta tăng độ nhân 3 nhé. Và chúng ta sẽ hạ bọn này cực kỳ nhanh thôi. Con này là hệ chiến binh và sẽ khắc chế bởi con Resolution. Con My Block chúng ta. Tiếp tục đổi sang con Primer. Dragon Dragon của họ là 1 sao. 35.000 máu đối với một con Legend là khá tốt. Cấp 30. Con này thì mình sẽ dùng băng giá thôi. Chỉ có mỗi con này có thể khắc chế được cái con. Con này thì còn kiểu con cú mèo ấy. Nhìn trông xấu tệ luôn. Một trong những Heroic gọi là xấu nhất từ trước đến nay. Cũng hay là mình chưa có con đấy. 11, 3 điểm. Bị còn 4 trận nữa chắc. Tí thì ấn fighting luôn nhá. 35 này. 35 thì cho ai đánh được. Con này sẽ để Primer. Yggdrasil thì dùng băng giá. Nhưng mà nó cũng khắc chế lại ngược mình. Con này thì cho sử dụng. Vẫn phải sử dụng con này. Ok, mình có cách để đánh nó rồi. Và hy vọng là chúng ta sẽ không chết bất kỳ một con rồng nào. Để chúng ta sẽ còn có lượt hai đánh nó nữa. Đập nó phát nhẹ nhàng thôi như thế này nữa. Rồi. Sau đó sẽ đổi sang con này. Có Primer. Một hit thôi. Xong ngay. Yggdrasil. Mình chỉ cần đập nó phát này. Nhẹ nhàng như bàn tay em bé. Và sau đó sẽ dùng con My Block để hạ gục nó luôn và ngay. Lửa hoặc là Blizzard cộng đều được. Fire cộng và Blizzard cộng. Tất cả các chiêu thức đều là 2k3 đam cơ bản. Nên là có tự tin có thể là đánh được nó. Và sẽ dùng chiêu Primer để hạ gục nước con này. Tất cả nếu ví dụ là 3 con level 35 thì mình cũng chẳng sợ. Mình có thể đánh được. Rồi, chúng ta được thêm 3 điểm nữa là thành 14/20. Chúng ta sẽ còn 6 điểm nữa. 6/20, 6 á. Có nghĩa là 2 trận nữa. Ở đây thì có một con level 38, 2 Comets thì nó sẽ bị khắc chế bởi hai con này. Nhìn chung thì nó cũng không có gì. Ánh sáng ta sẽ có bóng tối. Ánh sáng ta có lá không? Không có lá ở đây. Thế này thì không ăn được rồi. Chúng ta sẽ phải đổi My Block rồi anh em. Có băng giá đây. Chắc vẫn đánh được thôi nhỉ. Con thứ hai thì mình chưa biết khắc chế đất có khắc được không nhỉ. Không để ý lắm, hình như kim loại sẽ khắc chế được con đấy thì phải. 33.000 máu này, chúng ta sẽ dùng con này luôn. Nó có 2 Comet chứ, 2 Comet khắc chế được mình. Đó, vừa nói xong. Vừa dứt lời xong là nó đã xuất hiện ngay đây rồi. Con ngựa một sừng.
Ấy chà chà, băng giá này. Một hit, bây giờ là phải dùng chiêu gì để khắc chế đi ánh sáng của nó đây? Chiêu này không ăn được. Mình không có bất kỳ chiêu gì cả. Và nó có hệ vô cực thì nó sẽ có thể đập được mình hay đập được con Primer. Vì nên hạ gục nó nhanh nhất có thể nào. Anh em, lên. Trận này thì mình cũng sẽ không chết bất kỳ con rồng nào. Và chúng ta sắp được thêm một cái hòm Master. Cái hòm này nó chứa một số con rồng mới rất là đẹp. Có thể chúng ta sẽ được ngay con rồng mới ngay trong hôm nay. Hình như có một con mới à, con High Fighter. Mình quên không test cho anh em xem. Đó chính là có một số con rồng nó được thay đổi lại anh em ạ. Nhìn đẹp lắm. Ôi man, cái gì đây? Đây, 35 này anh em. Cần phải tính toán trước một chút. Skeleton, Ferrer thì để con Doflamingo. Và con Resolution thì để cho lại Doflamingo. Skeleton King. Đánh được, chúng ta sẽ đánh luôn thôi nhỉ. Yeah. Chiến đấu luôn, let's go. Trận này xong là mình sẽ được cái hòm Master. Rất là tốt. Đập nó phát. Xong rồi dùng con chiến binh để đập chết nó luôn. Đấy, như thế này là quá hợp lý này. Con này không khắc chế được mình và con này thì cũng không khắc chế được mình. Rất là ok. Mà con này còn bị khắc chứ. Khắc ngược trở lại. Liệu có chết không nhỉ? 3000 máu chắc là không đến nỗi chết đâu. 2001 rồi, chúng ta sẽ khắc chế được nó ngay. Mình sẽ cần đánh nó giảm máu xuống một hit thôi. Và mình thì cũng không thể chết được. Mình có tận 73000 máu. Nếu mà giả dụ thì chúng ta không búp công búp máu thì vẫn thể trụ được một đòn. Mà búp công búp máu lên thì nó cũng chỉ trụ được cũng một đòn thôi. Đến đòn thứ hai thì vẫn chết. Rồi, chúng ta sẽ được cái hòm Master ở đây. Rồi, sẽ mở ra nào. Hòm Master đẹp vãi chưởng. Mình được tận đến hòm thứ ba rồi đấy. Và chờ đợi trong này sẽ mảnh rồng xịn thôi. Obsidian Boulder. Trời ơi, phần thưởng hòm Master thật sự là cùi bắp. Quá cùi luôn ấy. Không phải cùi mà quá cùi. Băng giá sẽ khắc chế được con này. Con kia thì lại băng giá. Và con cuối cùng thì là Skeleton King. Được rồi, chúng ta sẽ đánh nó khá đơn giản và nhẹ nhàng thôi. Trận này sẽ nhanh chóng thôi. Vì nó không khắc chế được mình. Con này chỉ khắc chế được con Primer thôi. Khủng long bạo chúa thôi. Chứ còn mấy con này thì nó cũng chịu thôi. Có lửa, có băng. Let's go, fine này. Một hit. Còn tiếp theo, con này thì nó sẽ giật điện với mình. Nó là hệ Primer, hệ vội ấy nhá. Hệ pua. Húc một phát, gần chết. Còn 19000 nữa, một hit nữa thôi. Con chiến binh nó sẽ sợ băng giá. Hoặc là sợ nước. Mình đập nó một phát, nó giảm máu xuống. Đánh một phát của mình sẽ rơi vào tầm khoảng là 25000. Nó còn tầm 31000 nữa. Và con này thì nó chỉ cần dùng băng giá thôi. Một chiêu khắc hệ là sẽ được khoảng 50000 không? 54000 à? Gần chết luôn. Nếu mà cho đánh thật khỏe nhỉ. 13 phút nữa năm sẽ hồi cái hòm anh em ạ. 31 này, trận này thì nó không quá khó. Chúng ta đánh luôn. Vì nó sẽ có một con Masker Dragon. Con đấy là con rồng đeo mặt nạ và nó là Epic. Nó rất là yếu. Điều dàn ta được 52000 không? Tùy từng lúc. Uchon, Uchon ở trong ấy đấy, trong Avenger đấy, kẻ địch của Avenger đấy. Again of Uchon. Phim lâu rồi. Con này hệ vô cực này, hệ vừa hệ vô cực và vừa là hệ Primer. Ấy cha cha. Cân tim à. Con này khắc chế được con khủng long của mình. Nhưng mà mình đã giết nó và cho hoàn toàn thắng 6 trận tất cả ở đây. Quá ngon. Hết ra ngoài này. Chúng ta sẽ còn một số thứ để cần làm ở đây. Có quả trứng cần up này. Chúng ta sẽ thêm những cái trận nữa trong phần Lewitch để kiếm thêm game. 3 trận Lewitch và team chính, team mạnh nhất đây rồi. Không có team nào có thể mạnh hơn. Mình có thể test cho anh em thử con mới. Không phải con mới mà nó thay đổi hình dạng một chút. Có nên test trong đây không nhỉ? Thôi test đi, đằng nào cũng cần phải. Đây, con Optimus, con High Fighter bây giờ nó thay đổi thành râu tóc bạc trắng rồi. Lần trước nó là màu đỏ cơ. Cái nhân vật này là ở trong Street Fighter đây. Không không, nó giống Akuma, Amuka. Lấy từ Akuma ở trong cái tựa game Tekken ấy. Nên nghe là từng chơi ấy. Thì nó lấy cái hình dáng ông già râu tóc bạc này cũng lấy trong Tekken này. Theo mình nghĩ là vậy. Và không biết là skill nó có thay đổi hay không. Nhìn trông rõ đẹp nhờ anh em. Thay đổi hình dáng, nhìn trông chất lư luôn.
High Fighter Dragon. Wow, giải ngân hà này, con này mình đã bỏ quên rất là lâu rồi. Ok, anh trở lại và lợi hại hơn xưa đây. Dam thì nó chỉ gây sao chủ yếu nó hơi yếu yếu thôi. Ở nó có chiêu khắc hệ mình kìa. Không sao, đánh thì cứ đánh thôi. Một hit này. Đẹp hơn không? Wow, có vẻ nổ đẹp hơn nhờ. Sự trở lại như kiểu là một con heroic mới của chúng ta vậy. Nhìn chất hơn, nhìn già gân hơn, đẹp trai hơn. Nó không khắc hệ mình chăng? Rồi, chúng ta sẽ hit nó một phát nữa. Rồi, đẹp, sợ đẹp mà. Tự nhiên 2 đi, tự nhiên 1 chậm quá. Hoặc để nhân 3 như cũ đi. Không vấn đề gì cả. Đốt nó luôn, trời ơi, vẫn khỏe như thật. Già gân anh em ạ, già gân nhưng vẫn khỏe nha. Một bé nữa nào. Con này thì nó không có chuyện gì khắc chế mình cả. Mình sẽ đổi như thế này. Mà nó cũng sẽ chết thôi. Chưa chết được. Để cho hai fighter đánh đi đúng không? Hai fighter đang cần thể hiện chút. Đây. Hai fighter chỉ còn 1769 máu thôi, nhưng mà vẫn có thể là giết được nó. Black Hole, hố đen vũ trụ này. Đẹp, hai fighter đẹp nhỉ. Nhìn chất chơi luôn ấy. Đẹp hơn cái dạng cũ nhiều. Cứ mỗi tháng nó đổi, nó update lại nhân vật cho thì ngon. Nhìn cho đỡ nhàm chán ra. Những cái heroic này mình chỉ cần cho nó, nó cho heroic lên thôi là được rồi. Mấy cái hệ pua này thì con hai fighter của mình thì không ăn được, nên sẽ dùng mấy con quen thuộc của chúng ta để đánh nhau với nó. Con này thì một hit là về vườn. Con này cũng thế, 48.000 máu thì cũng chỉ một hit thôi. Không có cơ hội để có thể đỡ được. Yes, hay lắm. Claim thêm được 400 thức ăn và chúng ta sẽ tấn công nó nào. Tiến lên. Con này đã có Primer. Chúng ta sẽ có vô cực đây. Let's go, 55.000 máu chết luôn rồi. Đây sẽ 44k và nó sẽ là bóng tối. Mình sẽ đổi sang... mình muốn đánh con hai fighter quá anh em ạ. Phát sau nha, phát sau thì Eagle Dazil sẽ bị khắc chế bởi lửa của hai fighter. 27 được, đánh nhau hai fighter đối đầu Eagle Dazil, đẹp nhờ. Tóc trắng, râu trắng, người cũng trắng, lông đuôi cũng trắng cơ. Chất chơi đừng hỏi luôn. Và ok, chúng ta sẽ kết thúc đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game là Dragon City. Bye bye.